Thưa quý vị, Chi cục Kiểm Lâm thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận và đưa về chăm sóc, cứu hộ một con mèo rừng thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm do người dân tự nguyện bàn giao. Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận con mèo trong tình trạng sức khỏe yếu, bị băng kẹp hai chân sau. Đến tiếp nhận, các cán bộ kiểm lâm xác định đây là mèo rừng giữa tính cái, nặng 2,1 kg, tên khoa học là Brio bengalensis, thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận con mèo tình trạng sức khỏe yếu, bị băng kẹp hai chân sau. Theo kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh, người dân không được mua bán các loại động vật hoang dã, không có nguồn gốc. Trường hợp phát hiện việc mua bán thì báo ngay cho cơ quan chức năng sở tại để kịp thời xử lý theo quy định.